Giọng ca hơi khàn, trầm ấm và có một sức truyền cảm đặc biệt đã khiến nhiều người từng nghe thấm nhạc Tiền Chiến phải giật mình khi nghe Mai Hoa hát. Không nổi tiếng một cách ồn ào nhưng Mai Hoa đã để lại những dấu ấn không thể nào quên. Ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, đi kèm quyết định là danh sách 42 nghệ sĩ có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc trong danh sách đợt 2, lần phong tặng nghệ sĩ nhân dân có tên nghệ sĩ ưu tú Mai Phương, Mai Hoa. Nữ hoàng nhạc phim với giọng hát đặc biệt không dám đóng phim nữa vì sợ xấu. Có người nói, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa như sinh ra để hát nhạc phim vì các bộ phim có chị thể hiện đều rất cuốn hút, gây ám ảnh kỳ lạ. Chị nói là vì khi nhận một ca khúc nhạc phim, bao giờ chị cũng yêu cầu kèm theo kịch bản để đọc và hiểu nội dung. Khi hát, tôi cảm như mình cũng là một nhân vật trong phim vậy, nghệ sĩ sinh năm 1975 nói. Một lợi thế nữa của Mai Hoa là các ca khúc nhạc phim mà chị thể hiện, phần lớn là do ông xã, nhạc sĩ trọng đài viết. Sự hiểu nhau trong đời sống riêng ngoài đời đã trở thành chất xúc tác cho cặp đôi nghệ sĩ, giúp Mai Hoa cảm nhận được chiều sâu của ca khúc tinh tế hơn so với nghệ sĩ khác. Chính vì vậy mà khi hát, chất giọng alto, nữ trầm của Mai Hoa cũng trở nên ma mị hơn, da diết hơn, biến một ca khúc nhạc phim có một đời sống riêng trên sân khấu âm nhạc. Không chỉ có duyên với ca khúc trong phim, Mai Hoa còn gây ấn tượng với phim truyền hình dài tập. Cứ ngỡ ngoài đời Mai Hoa sang trọng, quý phái thế thì khó làm phim về nông thôn. Thế nhưng, chị đều được các đạo diễn giao cho vai nữ chính như Hương Đất 2005 và sau đó là Bí thư tỉnh ủy 2009. Lối diễn xuất dung dị, diễn mà như không diễn đã mang về cho Mai Hoa giải thưởng xứng đáng, diễn viên ấn tượng nhất. Ít ai biết, trước khi trở thành ca sĩ, từ năm 17 tuổi, với ngoại hình cao và gương mặt khả ái, Mai Hoa đã được xui làm diễn viên. Vốn có giọng hát thiên phú nên Mai Hoa thi cả cải lương lẫn kịch nói, kết quả là chị đỗ cả hai. Nhưng sau đó, nữ ca sĩ Hương Đất quyết định chọn học kịch nói. Học được 6 tháng thì bỏ, vì học quá vất vả, muốn thành công được thì phải hy sinh rất nhiều thứ. Bạn bè khuyên nên chị chuyển sang ca hát cho nhàn, chỉ vì chữ nhàn đó mà Mai Hoa quyết định đoạn tuyệt với kịch nói. Thế mà nghề diễn vẫn tìm đến chị như một mối duyên nợ phải trả. Chị được mời thể hiện ca khúc trong phim Hương Đất, rồi tiện thể được đạo diễn giao luôn vai chính. Phim chiếu xong, chị nhận được cả bao tải thư của khán giả khắp nơi gửi về. Thành công ở lĩnh vực diễn xuất như vậy, nhưng nữ ca sĩ Đất và Người lại không đủ kiên trì để tiếp tục theo đuổi. Chị bảo, đóng phim rất cực khổ, mà các phim của tôi đều là phim về nông thôn, có độ dài vài chục tập, có phim phải lăn lộn cả năm trời, thời gian xa nhà có khi 1-2 tháng, chị phải dừng hết các hoạt động khác để tập trung cho vai diễn, mà phụ nữ thì vốn sợ xấu, đóng phim xong là đen nhẻm, giờ có tuổi rồi nên chị rất sợ bị xấu, và cũng là vì lười quá nên không dám nhận vai nữa. May mắn nhất của tôi là gặp được nhạc sĩ trọng đài. Nhiều người cũng thắc mắc, Mai Hoa sở hữu nhiều tố chất làm nghệ thuật với cả tài năng, thanh và sắc nhưng lại thiếu quyết liệt với nghề. Chị gần như đứng ngoài showbiz, chọn cách làm nghề an toàn nên dù có nhiều lợi thế nhưng cũng khó đạt được đến đỉnh cao. Ca sĩ Ngọc Anh sau Mai đã đùa rằng là vì chị có nhiều tiền rồi nên không cần nổi tiếng quá. Mai Hoa cười giòn tan rồi đính chính, thực ra là vì tôi lười, lại mắc bệnh yêu bản thân mình quá. Một ngày tôi dành khá nhiều thời gian trong spa, hết tập yoga, tập gym rồi lại thích ngủ nữa. Nếu mình lao vào công việc kiếm tiền như các bạn trẻ thì sẽ phải hy sinh hết những sở thích đó. Vì chăm chỉ luyện tập và giữ gìn nhan sắc mà ở tuổi U50, ca sĩ Mùa Lá Rụng khiến không ít người ngưỡng mộ về sự trẻ trung. Độ tươi trẻ của ca sĩ Mai Hoa cũng khác hẳn những người đẹp showbiz khác. Tuy có trẻ, đẹp nhưng đều nhờ vào thẩm mỹ khiến cho vẻ đẹp của họ nhiều khi như tượng sáp. Trong khi đó ngoài đời, Mai Hoa vốn là người hài hước, hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng vẫn vô cùng duyên dáng nên vẻ đẹp của chị cũng tràn đầy năng lượng, là vẻ đẹp toát ra từ thần thái bên trong. Chị bảo có được cuộc sống như hôm nay là nhờ sự may mắn, nhưng may mắn lớn nhất là gặp được nhạc sĩ trọng đài. Dù chồng hơn vợ tới 17 tuổi nhưng giữa vợ chồng chị không có khoảng cách, ngược lại chính tuổi tác cách biệt như vậy đã tạo nên sự bù trừ cần thiết cho đời sống vợ chồng. Nếu như nhạc sĩ trọng đài điềm tĩnh, nghiêm túc thì Mai Hoa lại khá hồn nhiên, nhí nhảnh và hài hước. Cũng nhờ tuổi tác mà chị được chồng nhường nhịn, thấu hiểu và giúp đỡ khá nhiều trong công việc và chăm sóc con cái. Ngược lại, những lời nói của anh, một người lớn tuổi, cũng khiến sự ngang bướng đôi khi của chị bị khuất phục. Chẳng hạn khi còn trẻ, đang có nhiều cơ hội để phát triển, chỉ một câu của anh là muốn chị ưu tiên thời gian cho việc làm vợ, làm mẹ, chị đã tạm dừng tất cả để thực hiện mong muốn của chồng. Chỉ đến khi sinh bé thứ hai xong, chính chồng là người ủng hộ và khích lệ chị quay lại với sự nghiệp ca hát.